Anh em coi trời trưa nắng 12 độ nha. Không quên loại trời trưa 12 giờ mà cái ông anh này ổng ổng chạy máy kéo mà ổng ở trần nè. Gần 1 giờ trưa ha, nắng chăng chát kìa mà chạy máy kéo ra ngoài ruộng ở trần luôn, không sót. Giống da như da trâu. Anh ra ngoài anh rinh lên luôn á, anh bợ bợ vậy ngoài đồng mà mình thấy anh ở trần vậy mình thấy mình nhột người á, mà anh coi à. Anh em xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nha. Rồi coi anh chạy ra nè, anh ra trần sáng giờ luôn, hồi trưa hồi 10 giờ tới giờ. Người ta quen hay gì á. Ăn luôn hả vậy? Căng luôn. Mình thấy anh ở trần mà mình thấy mình nhột nhột luôn ha. Thấy nhột da luôn anh em. Hello anh em, thì hôm nay là mình đi xuống, đang xuống lúa nha, mình xuống lúa ở Sóc Xài nghe anh em. Cái đường này là về vô quốc lộ 80, còn ở sau này là ra cống số 7 ra biển nha. Xuống được 4 mấy tấn lúa rồi. ST nghe anh em, ST tê. Lúa hạt dài thòn ha. Anh em xem nhớ bấm đăng ký kênh nha. Lúa hạt dài thòn luôn. Lúa hạt dài thòn. Tân tiếp nè, chở xe nào vô tân xe nấy vậy đó. Cảnh này đây đẹp nha anh em, cảnh quá đẹp luôn. Ủa, chua.